Chiều ngày 27 tháng 5, câu lạc bộ Bình Dương đã có trận hòa 1-1 trước Hà Nội FC tại vòng 9 V-League 2023. Khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Chu Xie đã chủ động xuống sân và dành gần 10 phút nói chuyện với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Sau đó, vị chiến lược ra người Pháp gặp Tiến Linh và dặn dò nhiều điều. Đặc biệt, ông bắt tay trò chuyện với thủ môn Tấn Trường dù hai người chưa từng làm việc cùng nhau. Ở đợt tập trung hồi tháng 3 năm 2023, người gác đền của Hà Nội FC không có tên trong danh sách. Những người được gọi khi đó là Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toàn. Với động thái như vậy, có thể thấy nhiều khả năng huấn luyện viên Chu Xie đã chấm hai ngôi này cho đợt hội quân sắp tới của đoàn quân áo đỏ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng có cuộc nói chuyện nhanh với bộ ba cầu thủ của đội chủ sân hàng đẫy là Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thành Trung và Đỗ Duy Mạnh. Ở trận đấu diễn ra tối ngày 27 tháng 5, Bình Dương có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Nguyễn Tiến Linh. Đáng nói, đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo quê Hải Dương tại V-League 2023. Bên phía đối diện, trung phong Nguyễn Văn Tùng đã mang về bàn gỡ hòa cho Hà Nội FC. Trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Chu Xie cùng cộng sự đang rất tích cực đến sân theo dõi các trận đấu tại V-League để chọn lựa nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 6, đoàn quân áo đỏ sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận giao hữu với Hong Kong diễn ra vào ngày 15 tháng 6 trên sân Lạch Tray.